máy dán cạnh combo góc tròn tự động SM516C. Ứng dụng dán cắt cạnh có biên dạng hình tròn, đường cong, bo góc. Máy chuyên dùng dán cạnh bàn ghế nội thất văn phòng, ván công nghiệp. Thao tác máy đơn giản và dễ vận hành. Hoạt động với công suất cao, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công. Cùng mình xem máy hoạt động nhé. Liên hệ với mình ngay để được tư vấn, báo giá miễn phí và nhận được nhiều ưu đãi. Hotline 0903 600 113 hoặc 7309 5276.